chữ áp bắt bị sập nguồn, áp bắt bị sập nguồn, bị trái pin. Máy áp bắt bị trái pin, bị sập nguồn, hết pin tắt nguồn, còn 0%. Pin đang còn yếu, áp bắt bị sập nguồn. Giờ này mà chữa lên nguồn này, giờ này chữa lên nguồn, áp bắt bị sập nguồn. Pin tắt nguồn, áp bắt hết pin. Nhìn này, cục pin này, cục pin màu đỏ, máy bị sập nguồn. Bắt bị sập nguồn rồi, mà bắt bị sập nguồn rồi, chưa lên nguồn, mà bắt bị sập nguồn rồi, con sạc này thì bình thường, còn bên này bị trừ phần trăm, bên này bị trừ phần trăm. Nó sạc bình thường, còn bên đây bị trừ phần trăm, không linh nguồn, cái iPad không linh nguồn. Giờ này chữa linh nguồn, iPad bị trái pin. Đấy, lên nguồn rồi đó. Mình quay video iPad bị sập nguồn. Vì sao iPad bị sập nguồn? Hiện tượng là sập nguồn của máy iPad. Đây là iPad 2. Đấy, hiện tại còn 2%. Hiện tại pin còn 2% này. Còn 2%. Mở cho rõ này. Pin còn 2%. Pin còn 2%. Chúng bắt bị sập nguồn. Hiện tại còn 2%.